Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Nino nên nắng nóng, hạn hán kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay, khiến nhiều địa phương trong cả nước đối mặt với tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ hệ thống kênh mương trội đồng được đầu tư đồng bộ, ngành nông nghiệp điều tiết nước phù hợp, cộng với bà con nông dân chủ động áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm nước tưới, nên đến thời điểm này vẫn cơ bản đảm bảo được nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Huyện Đất Đỏ có diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 80% tổng diện tích đất tự nhiên, chủ yếu là sản xuất lúa và các loại cây ngắn ngày. Để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, từ năm 2014 đến nay, địa phương đã nạo vét bê tông hóa hơn 206 km kênh mương trên địa bàn, cung cấp nước tưới ổn định ngay trong mùa khô cho hơn 3.150 hectare đất sản xuất lúa, hoa màu, cây lâu năm lẫn nuôi trồng thủy sản. Hệ thống kênh đã được bê tông hóa rất là tốt, người dân hưởng lợi rất là lớn so với lại trước đây. Cái đầu tư trong cái sản xuất nông nghiệp nó giảm đi, cũng như là cái tiết kiệm được nước tưới, cũng như là cái năng suất của cây trồng vật nó rất là tốt. Xác định nước là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo cho cây trồng phát triển, nên ngoài việc khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi do nhà nước đầu tư, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cũng dần nâng cao ý thức tiết kiệm và sử dụng nước hiệu quả. Từ năm 2020, ông Nguyễn Hữu Bê ở ấp Sông Xoài 2, xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức đã đầu tư hơn 150 triệu đồng để lắp đặt thiết bị tưới tự động cho vườn sầu riêng 3,5 hectare của mình. Nhờ đó, ông Bê chỉ cần 1 giờ để tưới xong cho vườn sầu riêng, thay vì phải mất từ 2 đến 3 ngày như trước. Đặc biệt là ông không cần phải lo thiếu nước trong mùa khô. Nếu mà đầu tư nước cho giọt thì tưới trọng thì rất là mừng sướng, khỏe công, rồi lợi nước lắm, chứ không có như người ta. Giờ tưới dây là phải mất cái thời gian không có chăm sóc, mà tưới tiết kiệm nước này á, thứ nhất là tốt nhiều lắm. Nhiều khu vực của huyện Xuyên Mộc có địa hình cao, thường xuyên đối mặt với tình trạng khô hạn. Nhưng nhờ bà con nông dân đang dần chuyển đổi, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, mà những năm gần đây, diện tích trái cây trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo đủ nước tưới suốt mùa khô. Hàng năm vào mùa khô thì cái lượng nước mạch rất là khan hiếm, rất là thiếu nước. Lắp cái dàn bét tiết kiệm nước thì nói chung là cũng nhờ dàn bét nó tiết kiệm nước thì đủ nước tưới cho cái vườn mình. Thì thứ hai nữa là tiết kiệm được cái nhân công tưới, mình không phải cầm vòi tưới mà tưới tự động. Mà rồi thứ hai nữa là bỏ phân nó nhanh tan, sẽ giảm bớt đi sự bốc hơi của phân. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, trữ lượng nước tại các công trình hồ chứa nước của tỉnh đạt 134,36 triệu mét khối, tương ứng với 43,5% dung tích thiết kế, bằng 80,7% trữ lượng nước so với cùng kỳ năm 2023. Theo dự báo, hiện tượng El Nino sẽ kéo dài đến giữa cuối tháng 5. Nên để đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương trong tỉnh tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết để phân loại diện tích và các loại cây trồng ưu tiên cấp nước tưới, đồng thời rút ngắn thời gian các đợt tưới, thực hiện tưới luân phiên theo từng tuyến kênh, từng khu vực tưới, tổ chức điều tiết nước hợp lý từ các công trình thủy lợi khi nắng hạn kéo dài nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng nếu xảy ra thiếu nước tưới.